Bí quyết pha nước mắm chanh tỏi ớt thơm ngon hấp dẫn, ăn một lần là nhớ mãi. Bí quyết pha nước mắm chanh tỏi ớt thơm ngon hấp dẫn, ăn một lần là nhớ mãi, mà ai cũng cần dắt lưng. Với món bún chả giò, bánh tráng cuốn, bún thịt nướng, cà tím nướng thì chén nước mắm tỏi ớt là thành phần chính tạo nên vị ngon cho món ăn. Làm thế nào để pha một chén nước mắm tỏi ớt thật ngon? Công thức đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn pha được một chén nước mắm chanh tỏi ớt theo tỷ lệ vàng. Nguyên liệu làm nước mắm tỏi ớt: 1 muỗng nước cốt chanh, 4 muỗng đường, 5 muỗng nước mắm, 6 muỗng nước lọc, tỏi, ớt băm tùy ý. Cách pha nước mắm tỏi ớt: cho tỏi và ớt hiểm vào cối giã thật nhuyễn. Tỏi khi được giã sẽ tiết ra hết hương vị, làm nước chấm ngon hơn tỏi băm bình thường. Cho hỗn hợp tỏi ớt đã giã ra chén, cho đường và bột ngọt vào, rót nước ấm vào và khuấy đều. Đến khi đường tan hết, ta cho nước mắm vào, nặn thêm khoảng 1 đến 2 miếng chanh tùy thích, chua nhiều hay ít. Chén nước mắm thơm ngon đã sẵn sàng. Với cách pha nước chấm chua ngọt ngon này, bạn sẽ chẳng cần phải lo lắng vì bát mắm của mình thiếu chua, thiếu ngọt hay mặn quá nữa. Pha nước chấm chua ngọt không khó, nhưng bạn cũng nên tập luyện nhiều lần để cho quen tay nhé. Đến khi đã có kinh nghiệm rồi, bạn sẽ chẳng cần phải cân đo đong đếm nữa. Pha theo ước lượng cũng giúp bát nước chấm có đủ vị chua cay mặn ngọt rồi.